Tránh mặt tôi đấy à? Tránh đâu? Anh con rời sán vào còn chả kịp nữa là tránh. Tôi đưa cô về nhá. Tôi chưa về được. Con phải đi kiếm cơm. No bụng rồi muốn sán vào ai thì mới sán được. Sán với tôi đây. Nè. Anh muốn nổi tiếng à? Đứng dịch ra. Cháu chào cả nhà. Chào Nam, lâu rồi không thấy em. Phải kiếm được quả lẻ thì mới qua chứ. Vậy à? Đây, chị lấy cho em những vật tư điện theo cái liệt kê này. Địa chỉ thì em ghi dưới đây, chị kiểm xong rồi gửi cho em về đấy nhá. Ok, tiền nong em thanh toán sau nhá. Ok. Nam à? Ơ bác Sinh, bác đi mua gì đấy? À, bác đi mua mấy thứ linh tinh ấy mà. Chị ơi, tính tiền cho tôi luôn. À, vâng ạ. Vậy ra là bác là lao động tự do à? Bác cũng mới làm thôi. Ờ, thế việc có đều không ạ? Mới đâm ra quen biết ít, công việc ít lắm cháu ạ. Ờ, thế ạ? À, cháu hay nhận công trình bên ngoài, cũng thấy người ta hay tuyển nhân công kiểu để dọn dẹp linh tinh ấy. Cháu giới thiệu cho bác nhá. Được thế thì tốt quá. Tốt quá luôn ấy chứ ạ. Đấy, bố cháu bảo nhá, lợi ích của cái người mà có nhiều mối quan hệ là thế đấy. À, lúc trước ý, cháu thấy bác mua một con chó đắt tiền, cháu còn cứ tưởng bác là người kiểu giàu ngầm ấy. À, nhưng mà cháu không có ý gì đâu. À, tại cháu thấy một người bố lao động chân tay mà bỏ ra số tiền không hề nhỏ để mua quà cho con gái, chứng tỏ là bác yêu con gái lắm luôn ấy nhở. Bác yêu nó lắm. Hơn 20 năm nay nó thiếu vắng bóng mẹ. Bác muốn bù đắp cho nó thật nhiều, nhưng chẳng được bao nhiêu cháu ạ. Ừ, đấy, cháu biết ngay mà. Bố mẹ nào cũng chỉ lo con cái thiệt thòi, xong rồi để bù đắp các thứ. Nhưng mà thật ra ấy, con cái bọn cháu nhá, lúc nào cũng chỉ cần bố mẹ thật thật khỏe mạnh thôi ấy. Như cháu ngày trước ấy, mỗi một buổi sáng thức dậy, cháu chỉ cần nghe tiếng dao thớt lách cách lách cách cách, xong rồi mùi thức ăn thơm ngào ngạt của bố cháu thôi, là cháu đã thấy hạnh phúc lắm luôn rồi ấy. Nam này. Dạ. Cháu yêu bố lắm phải không? Vâng ạ. Mà có con cái nào không yêu bố mẹ đâu hả bác? Mẹ hỏi chị mua sâm dưới bếp làm gì ấy? Để biếu bà đấy. Lại biếu bà á? Sao dạo này chị hay mua quà biếu bà thế? Mà toàn đồ đắt tiền chứ. Chị định mua đồ để lấy lòng bên đấy thật à? Mà dạo này chị rất chi là lạ đấy nhá. Thi thoảng rất chi là cái từ gì quên mất rồi nhỉ? À đúng rồi, deep, đúng rồi. Thi thoảng rất chi là deep. Hai bố con ăn hoa quả đi. Cứ cắm mặt vào cái điện thoại thế nhờ. Con đến chiếc mail của đối tác mẹ. Con chào mẹ ạ. Chị Xuân dậy sớm nhỉ. Mẹ là càng ngày càng trẻ đẹp ra đấy nhá. Thật hả? Đi đâu ấy? Mẹ đi sinh nhật cô bạn thân trong nhóm. Là mẹ rồi mà con đi cả đêm không về cũng không biết. Suốt ngày cũng chỉ chăm chăm là ăn diện rồi đi sự kiện thôi. Sướng thật đấy. Sao? Hôm qua thằng Huy lại không về à? Nó là con anh đấy. Nó đi hay về anh cũng chẳng biết nữa. Suốt ngày chỉ chăm chăm vào cái điện thoại rồi công việc, công việc, công việc. Nào, không đùa. Mẹ, thực ra hôm qua cháu nó có gọi điện cho con ạ. Ở cửa hàng xảy ra chút chuyện nên nó xin phép ngủ lại. Mình này, hình như con nó muốn mở rộng kinh doanh hay sao ấy. Em thấy nó vất vả quá. Nếu như nó không thích về công ty thì thôi, cũng đừng ép nó nữa. Mình đầu tư cho con thêm ít tiền đi, để nó phát triển nhá. Không được. Nó muốn tự lập thì tự đi bằng chân của mình, không có đầu tư đầu tiếc gì hết. Cả Long đấy nhá, bố dặn trước, không có cổ phần góp vốn gì đâu đấy.
Mẹ cũng đồng ý với anh Khang đấy. Công ty gia đình thì bố con anh em phải cùng nhau làm rồi cùng nhau phát triển. Mẹ, ai mà chẳng muốn như thế ạ? Nhưng mà mẹ nhìn đi, hai đứa cháu của mẹ mỗi đứa mỗi tính, chẳng biết phải làm thế nào cả. Mời chị ạ. Chị Bích này, hôm trước cái Nam nó về vội quá bỏ quên mấy thứ ở trên phòng. Chút nữa tôi đưa nhé. Cảm ơn bà. Bà chu đáo quá ạ. À, còn có một hộp kem dưỡng da cô Sa cô ấy gửi tặng tôi. Cái Nam nó thích lắm. Để tôi gửi cho nó nhé. Dạ thôi. Sao thế? Tôi cho nó cơ mà chứ cho chị đâu. Chính vì bà gửi cho cháu Nam nên con mới không dám nhận. Con bé Nam nó dặn đi dặn lại con ạ. Lại có chuyện gì đúng không? Dạ có ạ. Thôi con chả dám nói đâu. Con xin phép bà làm tiếp ạ. Nho mẹ bóc ngon quá. Lại có ai nói gì con bé đúng không? Đó. Sao mẹ hỏi mà không nhìn anh Khang, nhìn thằng Long mà lại nhìn con ạ? Cả anh nữa, sao nhìn em? Con nữa, sao nhìn mẹ? Hôm nay nó thấy mẹ đẹp quá thì nó nhìn, nó ngắm, nó khen chứ có gì đâu. Công nhận, nho mẹ bóc ngon thật đấy. Con ăn nhé. Chị chả ăn từ nãy đến giờ rồi còn gì. Chị Bích. Chị Bích này. Ô, bà. Ra đây tôi hỏi chuyện đã. À bà ơi, con đang dở tay một tí. Nếu bà không có chuyện gì gấp, con làm nốt tí ạ. Hôm nay con xin phép bà về sớm một chút nhé. Được rồi, cứ để đấy. Ra đây tôi hỏi đã. Dạ vâng. Bà dạy gì con ạ? Chị Bích này. Từ hôm đến giờ tôi gọi điện cho con Nam mấy lần để bảo nó sang đây chơi với tôi, mà sao nó cứ khất lần ấy. À thế ạ? Ôi sao con bé nó lại thất lễ với bà thế nhỉ? Để con gọi điện cho cháu. Ơi thôi, không cần. Tôi muốn hỏi chị thôi. Thế thực ra có chuyện gì không? Có chuyện gì đâu nhỉ? Con không thấy có chuyện gì. Con thấy là cũng có một tí chuyện này ạ. Là chỉ mấy lần con thấy gia đình nhà mình ăn xong còn ít thức ăn thì còn tiếc của, con mang về cho các cháu nó ăn. Cháu Nam nó không đồng ý đâu bà. Nó bảo con là không được lấy một tí gì cái đồ của bên nhà mình. Thế à? Còn thì tiền ý, bà với cả anh Khang mà bồi dưỡng con thêm ý, là cũng phải ghi lại rồi báo cáo cháu nó thật rõ ràng. Sau đấy ý, con lại thấy cháu nó mua đồ, mua quà để gửi sang bên này. Con thấy kiểu như là có đi có lại ý ạ. Tức là bà cho thì cháu nó phải đáp lễ đấy ạ. Ôi, sao con bé nó lại rạch ròi đến thế nhỉ? Con chả hiểu trong đầu nó nghĩ cái gì bà. Đây bà xem, hoàn cảnh của con khó khăn thế thì mới phải sang đây giúp việc gia đình nhà mình. Nợ ngân hàng con còn đầy ra, đã trả được đâu. Hai đứa con thì lớn, chưa yên bể gia thất, con cũng lo lắng căng thẳng lắm bà. Thế mà nó thì... đấy, đã nghèo, lại còn sĩ bà nhỉ? Làm một đêm nữa không về nhà? Sẽ còn nhiều đêm như thế. Em với Thi bao giờ dừng lại đấy? Anh còn thấy là ý gì nhở? Tưởng em yêu đương chơi bời thôi, hóa ra bập sâu thế à? Chỉ có anh mới thích chơi đùa với phụ nữ thôi. Em chưa bao giờ có ý định đấy cả.
Vậy ý em là em đang nghiêm túc đấy à? Một người con gái mà em không dám đưa về giới thiệu với gia đình thì tự bản thân em cũng đang cảm thấy đây không phải là mối quan hệ nghiêm túc. Là em chưa đưa về giới thiệu với gia đình bởi vì Thi chưa sẵn sàng, chứ không phải là em không dám. Còn em không thích cái kiểu nói chuyện của anh với em. Cái thái độ này của em là gì đấy? Vì em biết vì sao hôm trước Thi khóc. Anh nói chuyện gì với Thi? Anh đã nói những cái gì hả anh Long? Anh hiểu là em đang yêu đương mù quáng. Nhưng em hiểu là trước đây Thi từng thích anh, đúng không? Đã từng, có nghĩa là hết rồi. Chuyện quá khứ không cần anh phải nhắc. Em nghĩ như vậy à? Em chả phải nghĩ gì cả. Bởi vì em biết là Thi không thích anh. Ok, cứ cho là Thi không thích anh đi. Một người không thích một người nhưng vẫn cố tình tiếp cận, theo em đấy là vì động cơ gì? Vì em biết Thi tiếp cận anh là ý của cô Sa. Còn cái việc mà Thi phải thuận theo ý định của mẹ ấy, còn rất nhiều lý do khác nữa. Khi em hiểu được rồi ấy, em thấy đấy là chuyện bình thường. Nhưng anh không cảm thấy bình thường. Anh không cảm thấy bình thường đấy là việc của anh, không phải chuyện của em. Em vẫn yêu Thi, em sẽ cưới Thi, dù anh có nói gì chăng nữa. Mà tốt nhất ấy, anh đừng nên nói gì thì hơn. Em nói đây không phải việc của anh à? Vậy anh cũng nói thẳng để em biết luôn nhá. Đây là việc của cả cái gia đình này. Không chỉ riêng anh, mà tất cả mọi người trong nhà đều không muốn em đến với Thi. Thế à? Rồi sao? Con vừa nói cái gì hả? Nói lại mẹ nghe xem nào. Con nói... Không có gì đâu mẹ. Đúng không? Con cứ để im cho thằng Huy nó nói. Con nói là con yêu Khánh Thi. Bọn con đang yêu nhau. Sao con có thể hả? Mẹ... Mẹ không đồng ý. Không đồng ý, không bao giờ đồng ý. Mẹ cứ bình tĩnh đi. Anh nói đúng đấy. Mẹ cứ bình tĩnh đi. Làm sao mẹ có thể bình tĩnh được? Tại sao mẹ lại không đồng ý? Khánh Thi thì có điểm gì để khiến mẹ không hài lòng? Con còn hỏi à? Thứ nhất, nó hơn tuổi con, làm sao em có thể yêu chị được? Thứ hai, trước đó con thừa biết nó có tình ý với anh con. Sao con có thể hả? Tại sao ai cũng phải nói đi nói lại với con về chuyện này nhỉ? Thì với anh Long đã yêu nhau được ngày nào đâu? Con đứng lại. Con từ bỏ đi. Từ bỏ ngay đi, mẹ sẽ không đồng ý đâu. Con yêu ai là quyền của con. Dù mẹ có ngăn cản, hay bố ngăn cản, hay bà ngăn cản, cả cái nhà này ngăn cản thì con vẫn yêu Thi mà. Huy! Con có phải là một cái máy đâu mà mọi người bấm nút là con hết tình cảm được. Huy! Em đã từng khiến bố rất thất vọng vì em. Vì em không nối nghiệp cái gia đình này rồi. Em đừng để tất cả mọi người phải thất vọng thêm vì em nữa. Lúc nào cả nhà này chả thất vọng với em. Chỉ vì em không sống theo ý của mọi người, em sống theo cuộc sống của mình. Như thế là có tội à? Con là anh, tại sao không khuyên bảo em những điều đúng đắn hả? Con thử biết trước đây, mẹ với cô Sa đã từng vun vén chuyện tình cảm giữa con với Khánh Thi. Bây giờ em con nó như thế này, chuyện mà vỡ lở ra thì sẽ như thế nào hả? Không được, con hãy giải quyết chuyện này đi. Hôm nay tài xế có việc đột xuất nên nghỉ, đâm ra mình phải bắt xe đi đấy. Thấy chưa, thấy chưa? Rồi, xin lỗi. Làm ngôi sao á, đôi khi cũng bị
động về chuyện đi lại là... Được rồi, biết rồi. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ nhá. Cảm ơn bạn mình. Mau lên chiếc bản đội nhá. Quà sinh nhật đây. Ôi dồi ôi, còn được tặng cả quà nữa. Bạn chu đáo thế, sao năm nào cũng có quà tặng mình. Cảm ơn bạn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn rồi chị em bạn gì. Tôi xúc động quá. Các bạn ngồi đi. Mở quà ra xem là cái gì nào. Gì đấy? Ôi này. Ôi đúng thứ bạn thích nhá. Nhưng mà sao mà bạn biết tớ thích? Trời ạ. Hôm trước đi shopping với nhau chả đứng ngắm nghía mãi còn gì nữa. Bạn tôi tinh tế quá, cảm ơn bạn. Ôi giời ơi, người ta hơn nhau kìa sao. Bạn thích là được rồi. Cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả các bạn. Thôi được rồi, thôi được rồi. Ngồi xuống đi, đói lắm rồi đây này. Chén đi. Nào, tất cả chúng mình nâng ly. Chúc mừng sinh nhật Liễu nhá. 1, 2, 3. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn hội chị em bạn gì của mình. Chúc luôn vui vẻ nhá. Ôi, món này Xuân thích này. Xuân ăn đi. Ăn đi. Liễu này, hình như là ở đây nó không có sự tồn tại của hai đứa chúng mình ý. Từ nãy giờ thấy mỗi Xuân nó gắp cho mỗi Xuân thôi. Nguyệt chả hiểu gì cả. Sợ. Người ta sắp là người một nhà rồi, sắp làm thông gia đến nơi rồi cơ mà. À, hai đứa trẻ con sắp cưới hả? Nghĩa là con Khánh Thi với thằng Long bao giờ cưới đấy? Hả? Ôi giời. Thôi, hôm nay là ngày của bọn mình, cứ nói chuyện của bọn trẻ làm cái gì? Ăn đi. Ừ, ăn đi. Không thể không nói được. Bây giờ chúng mình là những bậc làm cha làm mẹ rồi, thì ngoài cái chuyện con cái rồi chuyện hôn nhân hạnh phúc của chúng nó ra thì có chuyện gì để mà nói đây? Thật luôn. Mà nói luôn này, tôi đây còn biết tại sao Liễu lại sốt ruột thế cơ. Tại vì ngày xưa ấy, thằng Tuấn nó mê con Khánh Thi nhà bà đứt lưỡi ra. Nhưng mà rất tiếc là Khánh Thi nó lại mê Long nhà Xuân. Này, tôi thấy bọn trẻ nó cứ lẩm hoa lẩm hoảng ấy bà. Thôi đi các bạn, bọn trẻ nó có cái gì đâu mà cứ đưa ra để nói thế. Ơ, ý bạn muốn nói là thằng Long không yêu con Khánh Thi á? Thực ra thì thằng Tuấn nhà tôi ý, nó chả yêu đương gì đâu. Thôi, các bạn cứ nói cái gì thế nhở? Chuyện yêu đương để bọn trẻ nó tự quyết định. Mình có khuyên bảo hay là có ngăn cản ý, thì chúng nó cũng không nghe theo đâu. Cái này xác có lý này. Tôi đang đau đầu hết về con túi cho tôi này. Tôi cứ xui nó yêu thằng Huy nhà Xuân, nhưng nhất định nó bảo là con không thích, không hợp. Mẹ đừng có áp đặt, đừng có gọi là gò bó con trong chuyện yêu đương. Nó tuổi trẻ nó thích yêu ai nó yêu. Làm thế gì đó. Có cái chuyện cha mẹ để con cái yêu đương linh tinh được. Tôi cần nói chuyện riêng với bạn Sa về chuyện của Huy với Khánh Thi. Tại sao lại là Huy với Khánh Thi? Tôi tưởng là thằng Long chứ. Con Khánh Thi nó hơn tuổi thằng Huy cơ mà. Hơn cơ mà. Hai bạn ra ngoài để mình nói chuyện riêng với Xuân một lúc được không? Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của Liễu mà. Sao Sa lại bảo Liễu với Nguyệt ra ngoài? Có gì thì từ từ nói chuyện, bạn có công nhận không? Công nhận, khó hiểu thật luôn đấy. Đi ra ngoài đi. Thôi nhá, nói chuyện nhá. Các bạn nói chuyện nhá. Bạn nói rằng không để thằng Huy yêu linh tinh là thế nào? Bạn cho rằng con Khánh Thi nhà mình không xứng đáng yêu thằng Huy à? Ý của tôi là Khánh Thi nó hơn tuổi, cho nên... Vậy bạn nghĩ rằng tôi muốn con gái mình yêu một đứa kém tuổi như thằng Huy à? Trong khi tôi chưa nói chuyện này ra, ai cho phép bạn nói ra trước mặt những người khác? Lại còn nói đó là mối quan hệ linh tinh. Bạn có biết bạn đang xúc phạm tôi và con gái tôi không? Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Tôi lỡ lời thôi. Làm bạn mấy chục năm nay rồi, thực sự hôm nay bạn làm tôi đau lòng quá. Tôi nói cho bạn biết, tôi cũng không ủng hộ chuyện Khánh Thi và thằng Huy đâu. Bạn nghĩ rằng con trai của bạn có giá nên bạn xúc phạm con gái tôi à?
Sa, Sa ơi, tôi không có ý đó, tôi lỡ lời thôi. Rồi ôi. Sa, sao đây? Sa ơi, Sa, Sa, này, Sa. Mời anh xin nước. Cảm ơn chị. Anh Khang, tôi muốn nhờ anh một chút việc. Chị nói đi. Mấy hôm nay tôi thấy bà Hạng khỏe khoắn, tinh thần cũng đỡ hơn nhiều rồi. Tôi muốn xin nghỉ về bên nhà một hôm. Nhưng mà không biết chị Xuân có sang ngủ với bà được không? Không sao, chúng tôi lo được mà, chị nghỉ đi. Tốt quá, cảm ơn anh. Chị Bích này. Dạ. Chuyện cái Nam mà, chắc là có hiểu lầm gì đó. Tôi sẽ gặp cháu nói chuyện sau nhé. Cháu nó quý bà thật, chứ nó không định sang đây để làm giúp việc hay là dựa dẫm gì vào gia đình nhà mình đâu ạ. Ok, tôi đâu nghĩ như thế. Nhưng mà chị có thấy là tính cách con bé cứng nhắc không? Chị nên lựa lời bảo ban nó, ra đường mà va chạm. Nếu tính cách cứng nhắc như thế chỉ thiệt cho mình thôi. Vâng, tôi sẽ lựa lời nói với cháu. Cảm ơn anh. Bạn cháu hả? Bạn con hả con? Vâng ạ. Có phải thằng Huy nhà cô không? Bạn làm sao thế? Nó vừa nói là bạn nó rồi mà. Hai bà làm sao đấy hả? Nói chuyện riêng với nhau một lúc xong đằng đằng sát khí, một mất một còn là như thế nào? Chuyện này là không hay ho gì rồi. Thôi để tôi nói luôn nhá. Cái việc này thì ai cũng biết từ trước đến giờ là cái con bé Khánh Thi ý, nó đi tán tỉnh cái thằng Long. Xong bây giờ lại thả thính thằng em. Thế khác gì là lọt sàng xuống nia không? Người ngoài người ta biết, người ta cười cho. Mà đến nước này cũng chả có gì để mà giấu nữa. Tôi nói luôn, con bé Khánh Thi này, ngày trước ý, là cũng tán tỉnh cái thằng Tuấn nhà tôi đấy chứ. Thật á? Ừ, thế nhưng mà thằng Tuấn nó không yêu. Ôi. Kiên quyết là thằng Tuấn nó không yêu. Thế nên bắt buộc là phải bỏ cuộc. Này, thế con bé này cũng ghê đấy chứ. Thế? Này Xuân, tôi thấy thằng Huy nhà bạn hiền lành này, rồi lại thật thà nữa, chưa có trải nghiệm va vấp tình yêu gì mà bị con bé đấy quyến rũ, chắc không thoát khỏi đâu. Nguy hiểm đấy. Cái con bé này không phải dạng vừa đâu. Em mệt à? Sao? Có chuyện gì? Nói nghe nào. Em không muốn nói. Nói ra anh với mẹ lại bảo em chỉ giỏi gây chuyện. Em không muốn nói thì thôi, nhưng đừng lôi mẹ vào việc này. Này, em không nói thì anh cũng không muốn biết chuyện gì à? Thế rốt cuộc là chuyện gì? Anh có biết thằng Huy nó đang yêu con Khánh Thi không? Nhận được trái tim của anh chưa? Em đang nắm tình yêu của anh ở trong tay rồi nhá.
Em sợ là đến một ngày nào đó em làm một điều gì khiến anh thất vọng, thì em sẽ phụ lại tất cả sự chân thành của anh dành cho em mất. Thì để anh nói em biết nhá, là từ giờ trở đi em không cần phải sợ nữa, bởi vì anh hiểu tất cả những điều đấy. Anh biết những việc em làm là vì cuộc sống của em, vì trách nhiệm với gia đình em. Đấy là con gái của mẹ em, không phải là Khánh Thi mà anh biết. Tin anh đi, chẳng có cái tình cảm bồng bột nào mà nó kéo dài suốt 4 năm trời cả. Ngon thế. Trả bù cho mình, từ sáng rồi chưa được miếng nào vào mồm, đành phải chấp nhận uống cà phê cho dạ dày nó hoạt động. Ừ, ăn với em đi. Anh xin nhá. Nam này, ở đời ấy, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Có những người xinh đẹp như thế, nói năng nhẹ nhàng thơm tho như thế, hóa ra cũng chỉ là cái mặt nạ. Vẫn còn tổn thương à? Có tí tổn thương nhưng mà lành luôn rồi. Đúng rồi, sao mà phải tổn thương? Mà anh cũng không nên nói về phụ nữ như thế đâu. Anh uống gì để em lấy cho? Thôi, lấy tự lấy. Nam ơi, nghĩ đi nghĩ lại, anh chỉ thấy mỗi mình em tốt với anh thôi. Hay là mình bất chấp tất cả, thử yêu nhau đi. Anh gần 30 tuổi rồi, đầu toàn sỏi, phải biết cái gì nên, cái gì không nên chứ. Em nói gì đấy? Mẹ anh nhập à? À, chị muốn nói đấy, chúng thì chúng, chả chúng thì thôi. Tôi ngồi đây được không? Dạ, thoải mái mà sếp. Mấy bao ngon đấy. Ừ. Em mời sếp. Của người phúc ta ấy, hay thật đấy. Em xin lỗi, cho em xin lại. Ừ, bạn ơi, nhà hàng ngừng nhận order món đấy rồi. Ở bên cung cấp báo là dạo này hết hàng bạn ạ. Ừ, không có nguyên liệu. Không 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 không, mình không làm thay nguyên liệu khác được. Ừ, bạn thông cảm nhá. Cảm ơn bạn. Chị thấy nhầm nguồn bên La Len cũng được mà em. Khách hàng họ cũng không nhận thấy sự khác biệt mấy đâu. Mà bản thân khách họ cũng nói thế, mình cũng có nói dối khách về nguồn hàng đâu. Kể cả mình làm ra món mà khách không nhận ra, em cũng không chấp nhận đấy chị nhá. Bởi vì nếu như cứ tặc lưỡi cho qua ấy, thì không phải là tiêu chí của em. Anh vẫn còn nhà hứng đi xem mắt à? Chưa chốt à? Nói chung mấy quả mém của mẹ khó nhằn lắm. Thấy thấy chưa? Chứng tỏ là chỉ là con dâu tương lai của mẹ thôi, chứ không phải là chị dâu tương lai của con. Hai cái thằng này thật là, cái thi không được thì cũng phải tìm đối tượng mới cho con chứ. Cứ như thế này ấy, thì không biết bao giờ hai đứa này mới lấy được vợ.
Chị Thi à? Thử món mới à? Chị sợ hôm nay chị phải về muộn. Thì có một núi công việc đổ lên đầu chứ sao nữa. Rồi, tôi biết là siêu đầu bếp Huy luôn luôn dành những món ngon nhất cho tôi rồi. Rồi, ok. Bye bye. Hôm nay sinh nhật em trai Kỳ Duyên. Em chọn giúp anh hoa và quà nhé. Vâng. Anh cần quà như thế nào ạ? Cứ đủ thành ý và có giá trị là được. Dạ. À đây. Đợt này em với Huy có vẻ thân với nhau nhỉ? Cơm thôi. Ôi, chị để em. Chị để em. Nào, thế đợi sinh hay là ăn trước nào? Đợi sinh về thì cũng ăn. Lâu lắm rồi mới có cảm giác bữa cơm gia đình như thế này. Ôi giời ơi, có gì đâu. Chú cứ lấy vợ đi thì cơm gia đình thế này hay là cái gì mà chả có. Chị ơi, cái thân em còn không lo nổi, em không dám nghĩ đến chuyện đấy đâu. Chú cứ nói thế chứ. Có người bạn đồng hành đỡ đần khi trái nắng dở dời ấy. Còn có người mà bấu víu. Chị cứ ở đây cơm rau cơm cháo với bọn em là bọn em mừng rồi. Ở thế nào được. Alo, tôi nghe đây. Tôi đi ngay đây. Kìa, ăn cơm đã chứ hả? Chị đi xin cứ ăn cơm trước đi. Em về đấy à? Em đi một lát thì em về em ăn sau. Ôi giời, khổ thế cơ chứ. Cơm đến miệng rồi mà còn đi cơ chứ này. Cái thằng. Bây giờ công việc ít, người lao động thì đông, không đi là mất mối đấy chị ạ. Cuộc sống mưu sinh mà chị. Sinh này, mai chị về quê nhá. Ồ, chị đã lên đây rồi thì ở lại với bọn em vài hôm nữa. Tại mấy hôm trước chú gọi bảo tôi phải chăm sóc phần mộ cho cô ấy, làm tôi lo quá, cứ sợ chú lại vướng với chuyện gì. Cũng có chuyện, nhưng mà em giải quyết xong hết rồi. Chú làm gì cũng phải nghĩ cho con Nam nhá. Thế nó vẫn khỏe chứ? Hai bố con đã nói chuyện với nhau chưa? Sinh này, dù nó có ăn trách thế nào hay là hoàn cảnh nó như thế nào, em cũng phải nhận nó về đấy nhá. Chị thấy đấy, hoàn cảnh của em bấp bênh thế này, làm sao em dám nhận cháu về được. Chị yên tâm, dẫu có thế nào thì em vẫn luôn ở bên cạnh cháu và bảo vệ cháu chị ạ. Nhập đâu mẹ? Nó đi xin việc từ sáng đã về đâu? Ờ. Này, ăn bưởi đi con. Từ ngày mẹ sang bên kia làm giúp việc, con nhìn mẹ bổ bưởi tinh tế không? Như một đóa hoa. Uống đây, uống đây. Ngồi xuống đây, ăn cho nó mát ruột. Mẹ. Mẹ xin. Bố chị. Này, mẹ thấy em Diệp nó cũng có ý thức đấy con ạ. Nó cũng muốn có việc sớm để mà cùng với con lo cái món lãi ngân hàng. Thế nên là động viên em nó một tí cho nó phấn khởi. Con biết rồi. Hôm nay con về sớm thế, tối có sang bên đấy không để mẹ nấu cơm? Mẹ như là muốn đuổi con. Sao cứ nghĩ ác cho mẹ thế nhỉ? Chẳng qua là mẹ thấy bên đấy sướng, về nhà làm gì. Bên đấy ăn sung mặc sướng, chăn ấm nệm êm, xe đưa xe đón. Dù gì thì cũng chả phải nhà mình. Thế nên mới phải biến thành nhà của mình con ạ. Con người là phải biết vươn cao bay xa mới gọi là có chí tiến thủ chứ. Mẹ mà có cơ hội như mày nhá, chết với mẹ. Con là con biết mẹ đang nghĩ gì đấy. Đừng có mà mộng mơ mà ảo tưởng nữa đi. Ôi con ơi, giấc mơ đến gần lắm rồi ấy con ạ.
cậu Long quan tâm để ý đến mày đúng không? Cơ hội thế còn gì? Thôi, chuyện của con như nào con tự biết. Còn mẹ nữa ấy, mẹ làm gì thì làm, đừng để người ta khinh mình. Sĩ diện, chả máu mủ ruột già gì, giống nhau thế không biết. Kem của bà đây ạ. Cháu gửi bà tiền thừa ạ. Thôi cầm lấy đi. Cháu xin. Đây để cháu mở cho ạ. Cháu lấy cho bà nhá. Đây đây ạ. Cháu mời bà. Cảm ơn cháu. Yeah. Chị Nam ơi. Tìm ok. Cốm à. Chị xin. Cháu mời bà. Mát tận tim ấy. Ủa, răng bà tốt thật đấy, ăn kem cứ như không ấy. Bà không ê à? Ăn kem không gọi con gì cả. Đấy là lao động từ ngày xưa, bây giờ mới có sức khỏe như thế đấy. Không phải là cứ kiêng kem rồi người gầy như con mắm ấy, nhú như sên ấy. Bà thích ăn kem cục, nhưng mà chị Xuân chị không cho. Thế nên là bà cứ trốn ra đây ngồi ăn đấy. Thật á? Con này bẻo lép thế nhỉ? Con nói thật. Bà ơi, bình thường cháu tưởng là mẹ chồng phải bắt nạt con dâu chứ. Nghe bà ngược lại á? Thằng này cũng lại vô duyên quá cơ chứ. Bà ơi, hay là lát nữa bà cứ tập với bọn cháu đi. Vui cực mà lại còn khỏe nữa. Dễ lắm ạ. Bà nhìn con này. Thôi thôi, tôi già rồi. Tập người ta cười cho. Ai dám cười bà? Cười á? Tiêu diệt luôn. Bà ngồi đây nhìn mấy đứa tập là vui lắm rồi. Đấy, mấy hôm trước con tập thì bà cứ chửi con là con gái con đứa vô duyên, ngực mấy cả bụng mà cứ vươn hết cả ra. Đấy, bây giờ đã ngồi xem mẹ còn vui. Này, tôi trả lương cho chị để chị nói xấu tôi như thế đấy hả? Bà cứ nhầm. Ý con bảo là bà yêu ai thì bà yêu cả đường đi lối về nhờ. Đấy, con mà không lôi bà về nhá thì bà lạc đến tận phường nào rồi ấy. Đi, tập. Cháu xin quen nhỏ nhá. Anh lắm. Con này nó béo mà nó ăn nhiều thế đấy chứ. Nó toàn thế bà. Ngồi ở đây thích thật đấy. Ở nhà lúc nào ngột ngạt bà lại ra đây ngồi cho thoáng. Đã. Mà đỡ phải nhìn cái người mà mình không muốn nhìn ấy. Bà lại thế rồi. Này, đấy, không muốn nhìn cũng phải nhìn. Ôi dồi ôi, bụng kìa, tay chân kìa, trông buồn cười chưa? Đáng yêu mà bà. Bà thấy bé đáng yêu. Anh đi đâu đến đây thế hả? Ờ, có qua đón bà. Đang sống ở Đông Bắc đấy. Bà về sớm đi mẹ uống. Ừ, nào thì về. Thôi, bà về đây nhé. Vâng ạ, cháu chào bà. Sâm. Bà ra xe về đi. Cháu gọi cho. Con hộp kem đây này. Hello em. Đi đâu mà dạo này mất tích thế? Ôi, để anh bận lắm. Uống với em một ly nào. Rồi, chờ anh lát. Anh sang với thằng em đã. Yeah. Ok, tí quay lại nhá. Làm gì chấm ngâm ấy? Sáng nay mẹ hỏi anh là em đã yêu ai chưa? Đang yêu rồi đúng không? Chuyện xem mắt của anh thế nào rồi? Vẫn đang trong giai đoạn tuyển chọn thôi. Định đi xem mắt. Nghĩa là anh không muốn chốt hạ với chị Thi đúng không? Hôm trước anh thấy mang đồ ăn cho Thi đấy.
Em thích chị ấy. Thế thì sao? Em đơn phương thôi. Hôm nay muốn hỏi anh để xác nhận là anh có tình cảm với chị Thi hay không. Nếu anh có thì sao? Thì em nghĩ là hai người không hợp với nhau đâu. Anh thì ngược lại, anh thấy hai đứa không hợp với nhau đâu. Điều đấy cũng chưa biết được. Thế nào nhỉ? Phụ nữ thì luôn muốn đến với một người đàn ông mang cho họ cảm giác an toàn, cảm giác được bảo vệ. Ít nhất em có thể làm được, anh thì không. Em ấy là chàng trai mộng mơ. Giữa em và Thi thì Thi mạnh mẽ hơn em nhiều, nên Thi sẽ là người bảo vệ em, chứ không phải là ngược lại đâu. Anh đúng là chả hiểu gì về Thi cả. Càng ngày anh càng thấy em giống mẹ. Rồi sau này em sẽ hiểu bảo vệ và che chở là thế nào. Còn cái sự thấu hiểu kia ấy, nó không giống như những gì em hình dung đâu. Mà thôi, chỉ là yêu đương thôi mà, có gì to tát đâu. Miễn sao đừng để lại hậu quả là được. Anh qua kia nhá, ngồi chơi đi. Mời em. Dạo này có gì mới không? Anh vẫn cô đơn. Cô đơn, em đi đây. Uống đi em. Về việc báo giá ấy, thì không bên nào thấp hơn bên anh đâu. Em cứ yên tâm, vì mối quan hệ của chúng ta ấy, anh không làm mất uy tín của em. Nhưng công việc lần này chắc phải để cho sếp em quyết định rồi ạ. Em xin phép em một lát. Alo. Mắt anh sắp rơi ra ngoài rồi đấy. Một cô gái xinh đẹp mà lại giỏi giang nữa thì ai mà chả ham. Nào uống đi em. Chỉ tiếc là hoa đã có chủ. Mà này, sao hôm nay người đẹp lại lạnh lùng với anh thế nhỉ? Sếp Long giờ có đối tác mới, con gái tập đoàn dược nổi tiếng. Anh biết thế là ý gì rồi đấy. Đặt kèo à? Đặt hay không thì không biết, nhưng mối làm ăn này không đảm bảo lâu dài cho anh được. Ai bảo mấy em là không thể lâu dài được. Em ra ngoài chờ anh một lúc. Em xin lỗi ạ. Em. Công việc đã xong đâu anh? Em cứ nhận đi. Cảm ơn anh. Nào, chúc mừng cho mối quan hệ của chúng ta ngày càng tốt đẹp. Sao thế hả anh? Xe tự nhiên mất lái em ạ. Chưa chết. Có cần phải gọi cứu hộ không ạ? Để em... chắc là anh cho em xuống đây cũng được. Nhà em ở ngay kia rồi ạ. Này, định bỏ rơi anh à?
Em này, anh có món quà này muốn tặng em. Em xem này, anh nghĩ nó rất hợp với em đấy. Đẹp quá ạ. Nhưng món quà đắt tiền như thế này chắc là em không nhận được đâu. Em cũng chỉ là một trợ lý nho nhỏ thôi. Giúp được anh việc gì thì em giúp. Mà anh cũng trả lương cho em hậu hĩnh rồi mà. Em à, món quà này không phải vì công việc. Chắc em hiểu anh chứ. Để anh đeo cho em nhé. Anh định làm cái gì đấy ạ? Em, anh biết chuyện em với sếp Long. Sếp Long cho em cái gì, anh cũng có thể cho em cái đó. Làm bạn anh nhé. Em không sợ thiệt đâu. Nào, bỏ tôi ra. Bỏ ra. Anh làm cái trò gì đây? Nhưng mà lỗi tại em cơ. Ai ở đâu có cái đôi mắt hút hồn thế này ấy. Ai mà chịu nổi. Em yếu. Bỏ ra. Mẹ vào được không? Mẹ chưa ngủ à? Làm sao mà ngủ được? Thằng Huy nó đã về đâu? Nó có gọi điện cho con không? Thằng em con gần 30 tuổi rồi. Mẹ có phải lo làm gì? Cả con cũng vậy đấy. Mà mẹ không thích con nói như thế đâu. Càng lớn, mẹ càng thấy hai anh em con ít chia sẻ với nhau. Thằng Huy, nó là đứa cảm tính, thích tự lập. Nó ra ngoài cũng vất vả lắm. Mẹ muốn con quan tâm đến em nó một chút, được không? Được rồi, lát gọi nó. Không được, con gọi điện luôn đi. Hỏi xem em nó đang ở đâu, làm gì, bao giờ nó về. Gọi luôn đi. Sao? Nó không nghe máy à? Hả?
nó thèm nghe đâu. To chưa kìa. Ui, ngon đấy. Chụp cho chị gấu ảnh đi. Đây 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 chị. Đây 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 nhá. Ừ. Đấy có mấy cảnh gì gì đấy. 2 3. Ok. Chưa chụp xong đã ăn rồi. Ngon cực kì. Nào. Ok, ok. Rồi đẹp rồi. Đổi kiểu đi. Đây nữa đây nữa. Ôi, sai chịu thịt luôn. Chụp chị gấu ảnh đi. Cô chủ vừa mận luôn này. Này. Sau này lấy ai là con cháu đầy nhà này. Ok. Đẹp chưa? Đẹp rồi. Xem ảnh nào. Đẹp lắm. Đẹp lắm, không cho xem. Ok. Đây, chị xem với. Không cho xem. Từ từ đã. Chị phải tận hưởng không gian ở đây đi. Chị có thấy quen không? Chỗ này chính là lần đầu tiên mà em nhìn thấy chị. Chị đứng ở đây và khóc rất nhiều. Mà không chỉ một lần đâu. Thế à? Sao chị chẳng nhớ gì thế nhỉ? Có người nhớ hộ chị là được rồi. Có phải không? Lần đầu tiên em gặp chị ở đây cũng là lúc mà em vừa cãi nhau với bố về chuyện sự nghiệp. Chị biết không? Những lần trước mà chị em mình đến đây, lần nào cũng vào lúc cả hai đứa đều đang có chuyện buồn. Cho nên là đã có lúc em nghĩ nhá, có khi nào ông trời đã sắp xếp để cho mình gặp nhau xong rồi mình sẽ dìu nhau đi qua nỗi buồn không? Khiếp, sến thế không biết. Ừ, sến nhỉ. Có ai đang yêu mà không sến sẩm đâu. Em yêu chị. Em không biết mình đang nói gì đâu. Em biết chứ. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy chị khóc ở vườn mận, em đã biết là mình muốn gì rồi. Em muốn che chở cho chị, muốn lau nước mắt cho chị. Thế cho nên là mỗi năm em đều quay trở lại đây để đợi chị. Nếu thực sự là chị cũng quay lại thì nó chính là duyên phận. Và em đã đúng, chị vẫn quay lại đây. Nhưng đó vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp của em. Bởi vì lần nào chị quay lại cũng là với những nỗi niềm và sự tuyệt vọng. Nên em phải chờ đợi một cơ hội. Nhưng lần này thì khác. Chị đã cười rồi nên em mới quyết định nói ra. Và mình cùng nhau đi đến đây thì nó không còn là duyên số nữa, mà nó là sự lựa chọn. Chị không hiểu tại sao em lại nghĩ như vậy. Có thể những lần trước khi mình gặp nhau ở đây đều là lúc cả hai cùng buồn. Thế nên là cảm xúc của em bị quá lên thôi. Em nhìn thấy chị khóc và tự nghĩ đến bản thân mình. Đấy là sự đồng cảm, nhưng cũng có thể chỉ là sự thương hại. Cảm ơn em đã quan tâm đến chị. Chị cũng rất vui khi có một người bạn như em.
nhưng tình yêu của em thì lại không có cơ sở. Em chưa hiểu hết về chị đâu. Thế thì chị cho em cơ hội để hiểu chị hơn đi. Đừng trả lời vội. Honey. Chị dậy sớm thế. Ôi, còn đi chân đất à? Cô gái Thái định chân chân lội ruộng à? Đi đất cho mát. Đi đôi dép vào nào. Không cần đâu. Ok. Đi dép vào. Ở đây rừng thiêng nước độc, chả biết cái gì cả. Đi vào nhanh lên. Đấy. Dép đôi. Thích nhở? Chị hư làm đúng không? Để biết mình có hư hay ngoan ấy thì chị đừng có đánh giá ở ngôi thứ ba, bởi vì nó chỉ là cảm nhận của bản thân mình thôi. Nếu chị làm những cái việc mà chị không cho phép thì có nghĩa là chị hư thật. Còn nếu mà chị làm những việc mà chị cảm thấy thoải mái thì nghĩa là đúng rồi. Mà chị yên tâm đi, đi với một người bầu trời tư cách như em ấy thì chị muốn hư hơi bị khó đấy nhở. Mới giận mẹ có một tí mà đã bỏ đi thế này. Chị đúng là chẳng ra làm sao cả. Em thì không nghĩ thế. Sau hồi chuyến đi này về nhá, chắc chắn là chị sẽ giải quyết việc công ty tốt hơn này, và sống cuộc sống vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Thì chị có thấy nó có xứng đáng không? Thế là được rồi. Sau chuyến này chị phải chấn chỉnh lại thôi. Về đi. Em sẽ đưa chị về với một điều kiện. Từ giờ trở đi là chỗ này không được cau lại này. Còn chỗ này thì phải giãn ra này. Đúng rồi, như thế đấy. Giữ nhá, không đổi nhá. Đi. Ôi mệt quá. Mông như cái rành lạch bạch. Sao đứng ở đây? Chị mới chạy 5 vòng rồi đấy mà mày chưa được 1 vòng đâu. Em sắp tắt thở rồi này. Mệt lắm, không chạy nữa đâu. Thế có muốn giảm cân không? Có muốn ngon nghẻ mỡ ở mông xông lên ngực không? Ai chẳng muốn. Nhưng mà không chạy nữa đâu. Không tập thì ở đâu ra hả? Thôi được, chị mình nghĩ cho mày cách này. Bây giờ kiếm một cái ba lô đựng đất sỏi cát gì đấy cũng được, tầm mấy chục cân. Sau đấy thì mày đeo lên vai, đi bộ cho mỡ ở mông nó tứa ra. Đấy, khỏi phải chạy luôn. Thật là chị? Thật. Thử không? Nhưng mà làm gì có ba lô nào ở đây đâu. Chị bày cách cho. Đây, đây, đứng lên. Đứng như nào? Xung tấn. Đấy, đưa cái mông ra. Đấy, chuẩn bị này. Mỡ ở mông chuẩn bị xong lên ngực này.